Thưa cả nhà mến thương mình ơi, thì ngày hôm nay em Nam mời quý vị khán giả đồng hành cùng em Nam đến vùng đất Ninh Thuận để tới với một cái câu chuyện cực kỳ thú vị về một cậu bé năm nay mới 12 tới 13 tuổi thôi, đi chăn bò thưa cả nhà. Và điều đặc biệt ở đây là cái mức lương thực sự khá khủng khiếp, 30 triệu một tuần thưa cả nhà. Và quý vị khán giả không nghe lầm đâu, 30 triệu một tuần, và cái số tiền đó tương ứng với khoảng 1.700 đô la thưa cả nhà. Và lúc này em Nam đặt ra dấu chấm hỏi, ủa cậu bé chăn bò này tại sao có một cái mức lương cao như vậy? 37 triệu một tuần thưa cả nhà. Và chắc chắn một điều rằng em Nam sẽ mời quý vị khán giả cùng đồng hành với đoạn video này để di chuyển gặp cậu nhóc này, xem coi làm thế nào mà cậu ấy có thể là hưởng một cái mức lương cao như vậy. Và điều hơn thế nữa, em Nam muốn tìm hiểu thực sự rõ ràng hơn về các nguồn thông tin về cái người ông chủ của cậu bé này, lân la tìm hiểu xem liệu mình có thể là đi chăn bò với mức lương 37 triệu một tháng được hay không. Em á thưa cả nhà, sau đây em Nam mời quý vị khán giả cùng đồng hành thưa cả nhà. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với shop của Việt Nam TV thưa cả nhà. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay mà em giới thiệu với quý vị khán giả thì nó rất là hữu ích cho bà con cô bác ở cái lứa tuổi là cao niên, trung niên, đó là nước cốt nhào 100% từ thiên nhiên nha cả nhà. Chỉ từ cái trái nhào thôi nha cả nhà, không có một cái chất gì pha trộn thêm hết. Đây, nó trị đau nhức, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ, nó cực kỳ hiệu quả. Thì một cái chai nước cốt nhào như thế này thì bên Việt Nam TV bán là 350.000. Đậm đặc luôn nè cả nhà, rất là thẹo nè cả nhà thấy không? Đó. Đây, bao ship cho cả nhà mình nha cả nhà. Rất là mong được sự ủng hộ của quý bà con cô bác nha thưa cả nhà. Quý vị khán giả có thể thấy đây là một cái địa điểm đặc trưng ở khu coi chừng kiểm gai em. Đây là một cái địa điểm đặc trưng ở vùng đất Ninh Thuận cả nhà. Ở đây thì bà con cô bác mình thường đi tới Ninh Thuận đó thì thấy rất là nhiều những cái ngọn núi đá như thế này nè. Đây cả nhà coi, rất là nhiều những ngọn núi đá. Và phía xa xa kia em Nam thấy một đàn bò. Thì thôi, mình sẽ là di chuyển lên phía bên trên đấy. Khi mà di chuyển tới vùng Ninh Thuận này đó cả nhà, cái bữa trưa khoảng tầm 10 giờ trở đi thì cái khu vực này cực kỳ nắng, cực kỳ nóng, nóng tới khoảng 3 tới 4 giờ chiều á cả nhà. Cái nhiệt độ nóng rất rất khủng khiếp. Lúc này đây thì trời khoảng là 4 giờ thì anh em mới bắt đầu cái chuyến hành trình đi, tại ban ngày nóng nắng quá mà. Và thưa cả nhà, đây là cái vùng đất Ninh Thuận thì quý vị khán giả thấy ở đây nè. Đây là một cái cây xài nè cả nhà. Và khu vực xung quanh đây là một khu vực vườn xài. Theo em Nam biết thì khu vực Bình Thuận ở phía dưới kia đó thì người ta trồng rất là nhiều thanh long. Còn khu vực Ninh Thuận này á, cây trồng chủ yếu là cây xài, cây ăn quả, cây nho, cây táo cả nhà. Còn di chuyển lên phía bên trên một xíu nữa là cái vùng đất Cam Ranh, Nha Trang rồi. Cái khu vực đó thì được thiên nhiên ưu đãi hơn, nó giáp biển đó cả nhà. Cũng khá là khó di chuyển. Không biết là cái cậu nhóc đó ở hiện tại đang có mặt ở khu vực nào nữa. Phía xa trên kia thì em Nam thấy một cái mái nhà. Có thể là cậu ấy hiện tại đang là chăn bò. Cả nhà coi kìa. Phía xa đó là cái khu vực đàn bò nè cả nhà. Liệu cái công việc với cái mức lương từ 30 tới 37 triệu của một cậu nhóc chăn bò thì cái thu nhập này liệu có đúng hay không, và có cái điều gì bí ẩn xoay quanh cái câu chuyện này hay không. Hiện tại đàn bò thì đang ở đây nè, mà cậu ấy thì hiện tại em Nam chưa thấy cả nhà. Cả nhà coi, có một cái cây chuối màu coi. Đây nè, để em mời quý vị khán giả lên đây. Mình lên đây cao cao, mình cũng có thể là nhìn xuống phía bên dưới đó cả nhà.
là để coi coi cái cậu nhóc này đang ở đâu nha. Ok ok em ở dưới đi, em ở dưới em quay được rồi, zoom cái hình ảnh lên. Đây 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 đây, đây. Ây da. Thưa cả nhà, đây là cây chuối mồ côi. Có một cái cây chuối nó mọc giữa cái ngọn đồi như vậy à. Rồi cây chuối này có cái nải chuối nè. Một quầy chuối nè, cả nhà thấy không? Để ngó thử coi. Cậu nhóc này ở đâu? Bò quá trời bò luôn. Chắc cả trăm con á cả nhà. Đây đây đây, đây tí 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 tí, quanh kia kìa tí. Trời ơi. Cô ơi, cô chú hỏi cái con cô. Hello, chú hỏi thăm xíu ơi. Ồ ồ, cô nó ngồi đó điện đuôi nhìn không thấy luôn cả nhà. Ây da, ây da. Hello. À chú chào con. À, hello cô, chú hỏi thăm ha. Chú hỏi thăm cu Đạt là chăn bò ở khu vực nào? Con là cu Đạt. Con là cu Đạt á? Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Con 12 tuổi. À. Ở đây á ngoài con đi chăn bò ra còn ai chăn bò không? Dạ không. À, vậy là khu vực này vậy chắc chú tìm đúng con rồi. Dạ. Rồi á, chú nghe nói là Đạt đi chăn bò một tuần lễ 30 triệu có không? Dạ. Một tuần lễ con đi chăn bò được 30 triệu hả? Dạ. À. Dạ. Ồ. Rồi con ngồi đây rồi bò ở đâu? Bò trên đó người đây thì nãy giờ. À. Đâu đâu đâu, Đạt đứng lên cho chú coi coi. Xoay một vòng coi, con xoay một vòng coi. Để coi chú coi có cái gì khác lạ hay không. Đứng lên cục đá nè, con đứng lên cục đá nè. Ồ, con 12 tuổi, chú thấy ốm quá hả Đạt? À, đâu rồi, gỡ ra rồi. À, trời mát mà gỡ áo ra cho mát đi con. Chú xin gắn cái này nha. Dạ. Ồ, mặc áo lịch sự thế, gài nút hẳn hoi thế. Đạt là người dân hả? Dạ. Người dân tộc gì? Đắk Lây. Đắk Lây. Dạ. À. Rồi Đạt ngồi đi con, ngồi trên mảnh đá nè. Rồi chú hỏi thăm coi sao mà tính hỏi cái này mà thấy kỳ quá cả nhà. Tính hỏi là sao đi chăn bò kỳ vậy, không đi học mà đi chăn bò 30 triệu một tháng thì em Nam cũng muốn đi nữa. Mà hỏi thì cũng kỳ quá. Thôi lỡ kỳ chú cũng hỏi luôn. Ủa sao đi chăn bò vậy con? Dạ. Lúc trước con muốn học lắm. Đó là mẹ bắt chăn bò á, thứ bảy chủ nhật thì mẹ bắt chăn bò. Con thấy chăn bò cũng được với con nghỉ học. Nghỉ học đi chăn bò. Dạ. Rồi cái người chủ giao bò cho con hết luôn hả? Bao nhiêu con? Bao nhiêu con bò? Được năm mấy con á. Năm mấy con bò? Năm ba sao? Là có một mình con chăn vậy? Dạ. À. Rồi chú nghe nói như thế này, chú hơi thắc mắc. Là một tuần lễ là 30 triệu. Dạ. À. Thế nên đi chăn bò. Dạ. Rồi cái công việc chăn bò của con là mấy giờ mới về? 4 giờ. 4 giờ chiều mới về? Dạ. Rồi về xong rồi con về nhà hay sao? Về nhà. Ừ. Rồi hiện tại mẹ đang ở nhà? Mẹ mất rồi. Vậy hiện tại con ở với ai? Đạt ở với ai? Con ở với chị. Còn cha đâu? Cha đi lấy vợ ở Malam. Lâu chưa? Cha đi lấy vợ lâu chưa? Từ con hồi nhỏ. À, vậy là bỏ
lúc con còn nhỏ là cha bỏ con đi lấy vợ khác. Dạ. Là bỏ mẹ con luôn. Rồi rồi mẹ mất lâu chưa con? Mất được một tháng sau. Bà ngoại, ông ngoại còn không? Ông ngoại, bà ngoại cũng mất. Ừ. Ông nội, bà nội? Ông nội thì mất, bà thì còn. Ừ. Vậy mình đi chăn bò như vậy thì tiền á, ai là người lãnh tiền? Chị. À, chị là người lãnh tiền. Chưa cha. Rồi hiện tại là hai chị em sống chung. Dạ. Chị có gia đình chưa con? Chị lấy chồng rồi. À, chị lấy chồng. Rồi sao? Ở đâu? Chị ở đâu? Lấy chồng ở Quảng Ngãi. Ừ. Nghe tin mẹ chị đi rồi mẹ chị mới qua. Nghe tin mẹ đi ha. Mẹ đi về trời ha. Dạ. À, cũng khéo ăn nói mà trời. Cũng khéo ăn nói cả nhà. Mẹ mất thì nói là mẹ đi thì cũng khéo léo à. Rồi bây giờ chẳng hạn như lãnh tiền nhiều vậy hàng tuần á thì làm gì hết tiền trời? Biết đóng tiền điện rồi mua đồ ăn, tiền nước tiền gì. Ủa chú hỏi thăm coi, ông chủ của con, ông chủ của bầy bò này là người thuê con á, thì ông chủ ở đâu? Ở Quảng Sơn. Quảng Sơn hả? Từ đây đi Quảng Sơn bao nhiêu cây số? Con không biết nữa. Ừ. Nhà ông chủ ở Quảng Sơn. Dạ. Rồi á, con có thể là dẫn chú đi tới nhà ông chủ của con được không? Không được, con đang chăn bò. Đang chăn bò? Dạ. Ồ, tiếc thế. Chú cũng xin vào chăn bò với con. Ngoài chỗ này ra thì ông chủ của con còn chỗ nào nuôi bò không? Không biết. À, chắc là bò nhiều lắm đây. Chú xin vào... chú thấy một cái mức lương nó cũng khá hấp dẫn, chú tính là xin vào làm việc với con, chia đôi chịu không? Hay con chỉ ngồi ở đây thôi rồi chú đi chăng? Con không biết nữa. 30 triệu thì người 15 triệu, con chỉ ngồi ở chỗ này thôi, còn chú thì chú lo bò từ sáng tới chiều, chịu không? Không biết. À, vậy là phải xin ông chủ, nếu mà ông chủ cho là con chịu không? Không biết nè. Sao kỳ trời? 15 triệu được rồi, tiền chi nhiều trời. Cũng được. Được không? Ngon, vậy được, ngon. Nhiều khi á, bây giờ á, nếu mà chú chăn bò, hai người chăn bò thì nhiều quá. Tiền thì chia đôi mình không nói rồi đúng không? Dạ. 30 triệu người 15 triệu. Chú chăn bò con có muốn đi học nghề hay làm gì thì con cũng đi được. Con nói chú Nam ơi, chú chăn bò giùm con đi học nghề chiều con vô. Chịu không? Có thích học nghề gì không? Không, đi làm bình thường thôi. Ừ. Chỉ thích đi chăn bò thôi. Không. Sao vậy? Đi chăn bò. Mệt lắm rồi. Gì chứ? Mệt lắm rồi. Mệt lắm rồi. Ồ, người ta làm giám đốc lương có 30 triệu à ông ơi. Ông đi chăn bò lương 30 triệu thì thôi chứ. Cố gắng lên chứ, vì đồng tiền mình phải cố gắng chứ. Hả? Chứ mệt giờ làm sao trời? Tính nghỉ chăn bò. Chăn bò lâu lắm rồi. Ừ. Chứ giờ tính làm cái gì mà bà mệt? Đi học. Sao chứ? Đi học. Suy nghĩ lại không? Có cần suy nghĩ lại không? 30 triệu lần đó. Đi học còn có bạn bè, đi chăn bò không có ai chơi. Rồi rồi rồi, tôi tới công chuyện với tôi hỏi thăm coi hồi xưa làm sao mà nghỉ học đi chăn bò, nói lại rõ ràng một lần nữa coi. Lúc đó thứ bảy chủ nhật làm con ở nhà là mẹ bắt chăn bò. Rồi con thấy chăn bò cũng được, chăn bò lâu á, con bỏ học rồi con chăn bò á. Chăn cũng lâu, mệt quá hối hận muốn quay lại học. Có nghĩa là hồi lúc đi học, dạ, cái thấy đi chăn bò cũng được. Dạ. Rồi bây giờ chăn bò mệt quá rồi, bây giờ muốn đi học. Hối hận dữ chưa? Hối hận dữ chưa? Ý chú hỏi là con hối hận nhiều chưa? Cũng tầm thường.
Cũng tầm thường thôi chứ chưa nhiều lắm đâu đúng không? Dạ. Vậy thì phải chăn bò thêm một thời gian nữa. Nếu mà mình phải hối hận nhiều nhiều kìa. Chắc vậy. Vậy cố gắng lên thời gian nữa đi. Dạ. Mà suy nghĩ kỹ chưa, 30 triệu một tuần rồi mà. 30 triệu gì đâu, có bạn bè bạn, chơi. Bạn bè vẫn hơn ha. Học bài làm gì, đâu có đi đâu quyền chủ viết bài. À thôi bây giờ không biết làm sao nữa. Hồi lúc đang đi học tự nhiên muốn đi chăn bò. Dạ. Bây giờ chăn bò mệt quá lại muốn đi học. Dạ. Hồi lúc nghỉ năm bao nhiêu tuổi? Đang học lớp mấy á? Học lớp 5. Ừ. Rồi nghỉ lâu chưa? Lâu rồi. Từ đây là nếu con lê bạn bè con thì học lớp 7 hết rồi con. Nếu học nếu qua học lê thì con học lại lớp 5. Chú muốn kiếm ông chủ của con thì làm sao ta? Con chỉ đường hay là con có số điện thoại của chủ không? Có. À. Vậy cho chú số điện thoại nha. Chú lên thăm ông chủ của con. Ông chủ của con sao mà trả lương cao thế? Không biết ông sống tốt không? À, ông sống tốt lắm à? Dạ. Ok, được rồi. Vậy con cho chú số điện thoại đi, chú di chuyển chú di chuyển lên trên chỗ của ông chủ con xíu coi. Chúc con chăn bò vui vẻ. Bắt tay các coi. Chăn bò vui vẻ. Dạ. Ok, vậy bye bye. Dạ. Con đi bộ. Ok. Con đi bộ đi. À, ok. Em Nam mới vừa xin số điện thoại của ông chủ của cháu Đạt nè cả nhà. Thì á em Nam sẽ là có một cái buổi hẹn với ông chủ của cháu Đạt để là di chuyển lên phía trên đó để hỏi thăm cái tình hình coi sao mà chăn bò lương cao dữ rồi trời. Nếu mà được em Nam sẽ giới thiệu cho một số cô chú anh chị trên kênh á tới đây hỗ trợ ông chủ chăn bò lấy lương thì trả cho con cu này 30 triệu á thì khán giả trên kênh em thiếu gì người trời. Được rồi đi. Ảnh đi chăn bò, đi tới ơi qua coi ảnh đi chăn bò. Ây da. Ồ, chăn bò sướng thế. Quá là tuyệt vời thưa cả nhà. Ồ, vùng đất này núi rừng rất là đẹp nữa. Con bò nó kêu kìa. Chăn bò như thế này á, đem theo cái giọng với chai nước. Cứ thỉnh thoảng anh gọi cái văng hai cái đầu giọng hai bên. Thế thôi, cho bò ăn thoải mái. Cái chiều á, dẫn bò về. Xong rồi, còn gì nữa trời. Ok. Bye bye. Đi cả nhà. Em mời cả nhà đi với em Nam đi. Đi vô trong cái trang trại bò của ông chủ để là gặp ổng. Để em Nam có một cái buổi trò chuyện với ông chủ để là tìm hiểu được cái lý do của cái câu chuyện này như thế nào nha thưa cả nhà. Mời cả nhà. Vâng thưa cả nhà mến thương mình ơi, lúc này em Nam đang có mặt ở Ninh Sơn, Ninh Thuận. Ở đoạn video trước em đã chia sẻ với quý vị khán giả về cái câu chuyện cháu Đạt đi chăn bò với một cái mức thu nhập khá cao và lân la tìm hiểu tới nhà của chủ trang trại bò là cái người chủ của cháu Đạt đó cả nhà. Thì mục đích tới đây là để là tìm hiểu coi là chú ấy có là thiếu người không. Em sẽ giới thiệu một số cô chú anh chị tới là để là chăn bò phụ cho chú ấy nha cả nhà. Bên cạnh đó thì
Dường như trong câu chuyện của cháu Đạt nhà mình có điều gì đó khúc mắc. Chắc chắn là có một điều gì đó khúc mắc. Thì cái sự việc mới có một cái mức lương 30 triệu một đồng một tuần dành cho một cháu nhỏ mới 13 tuổi. Sau đây em mời quý vị khán giả di chuyển vào phía bên trong. À dạ, con chào chú. À chú khỏe không? Con xin phép. Dạ. À chú ở nhà có một mình á. À có ra tụi con đến đây có chuyện gì? À dạ, con trình bày với chú là vậy nè. Con thì con nghe bà con cô bác nói về cái hoàn cảnh của cháu Đạt. À, và hiện tại cháu Đạt thì nghe nói rằng là đi chăn bò cho chú. Đúng rồi. Thì con mới là tới hỏi thăm gì không? À, chú cháu mình ngồi đi. Con mời. Là chú con kêu là chú gì ta? Xin. Chú Xin. À. Chú thứ mấy? Chú Xin thứ mấy? Năm. Làm gì con kêu bác Năm đi. Bác Năm mới chú đúng. Chú đi, còn trẻ mà. Vậy chú Xin này nhiêu tuổi? Bốn mấy à? À, còn trẻ. Dạ. Ồ, nhà chú Xin giàu thế, to thế. Nói chung là tụi con đến đây để là tìm hiểu cái hoàn cảnh của thằng của mẹ con là được bị tai nạn đúng mất đúng không? À dạ. Đúng không? Mẹ con bị tai nạn mất. À đúng. À là cháu Đạt ha. Cháu Đạt á. Là mẹ của cháu Đạt là mẹ cháu của cháu Đạt là bị tai nạn mất. Là cách đây cũng cỡ một tuần. À. Là chết cả hai mẹ con luôn. Đạt đó. À là cu chăn bò cho chú á. Cu chăn bò cho chú đó. Là mẹ nó tai nạn chết. Chết cả mẹ lẫn em nó luôn. Là cách đây là một tuần. À, mà cứ như hoàn cảnh của nó là nó đơn chiếc lắm. Ba nó là đi lấy vợ khác. Còn bây giờ để mẹ nó là hồi trước á là mẹ còn sống á là chặn bò cho chú. Có con cu Đạt đi chặn bò cho chú nữa. Nhưng mà từ lúc mà mẹ bị tai nạn xe đó là chú không cho cháu Đạt chặn nữa tại cháu còn nhỏ. Nếu còn mẹ thì để mẹ chăn, mà giờ mẹ mất rồi. Đó được tai nạn vừa rồi cô tụi con không biết à. Ê, dạ không, con không nắm được tình hình. À mới nãy con có trò chuyện với cháu Đạt. Ừ. Thì cháu nói là cháu nói là mẹ mất nay khoảng một tháng rồi. Ừ. Nên là con cũng mất cách đây một tuần thôi. Là lúc đó là đang chăn bò cho chú. Nhưng mà cả mẹ và em của thằng cu Đạt đó là bị tai nạn mất cách đây một tuần. Vì sao chứ? Tai nạn xe. À, đi xe ở trong đó đi ra đây là bị xe tung chết hai mẹ con luôn. Đó, nói chung hoàn cảnh của cháu đó là rất là khổ. Mà là chú á, là mình chú mới tìm việc làm là cho hai mẹ con nó là chặn bò cho chú. Đó. Rồi trong quá trình chặn đó thì chú có ứng tiền cho mẹ của Đạt á là ba mươi mấy triệu. Nhưng mà bây giờ á, là mẹ của cô Đạt mất rồi thì chú cho cái tiền đó luôn. Chú không có đòi hỏi gì hết á. Mà ngược lại là chú còn lại mua hai cái hồn để cho mẹ của mẹ với lại em của cô Đạt đó cho hai cái hồn nữa. Cho nên là hoàn cảnh của cô Đạt thì bây giờ nói chung là nó khó khăn lắm. Mà nhưng mà dai như chú á, nếu mà người nhà bên họ của người ta, tại người ta là người đồng bào không có phải như bên mình, nếu mà người ta mà cho chú nuôi thằng cu Đạt, chú sẽ hứa chú nuôi nó tới lớn, dựng vợ gả chồng cho nó luôn. Tại vì cu Đạt với lại mẹ cu Đạt là chặn bò cho chú là 4-5 năm, nó có cái tình thương nghĩa tình ở trong đó, chú không thể nào chú bỏ. Nhiều lúc chú về vào đây cu Đạt, chú không cho cu Đạt chặn bò của chú nữa, buộc chú phải chuyển cái chuồng bò của chú đi lên chỗ khác để chú gửi. Nhưng mà nói vậy không phải là chú bỏ cu Đạt. Dạ. Chú vẫn liên lạc với nó và có dặn cu Đạt, nếu mà sau này con có kẹt tiền hay là ở nhà có thiếu thốn gì á, con cứ điện cho chú vô chú cho tiền.
À, chú Năm con hỏi thăm vậy coi, chú Năm là chú Năm nói gia đình Đương Chiết là sao? Con thấy có hai chị em ông bà ngoại với ông nội hình như mất rồi. Mất hết rồi, bây giờ là cụ Đạt là chỉ còn có một mình đó thôi. Còn bà chị, con chị đó là nó có chồng ở Quảng Ngãi á. Mẹ nó chết nó về đây, chứ thiệt ra ở nhà chỉ còn có một mình cụ Đạt thôi. Không còn ai hết á, ba nó thì đi lấy vợ khác rồi. Nếu mà còn có một mình như vậy á thì á, bây giờ là nó chỉ ở dưới gì rồi vậy thôi, dưới bác rồi vậy thôi. Chứ còn cái nhà đó là giờ mẹ nó chết rồi. Hai mẹ nó với em nó mới tai nạn chết rồi, giờ nhà không còn ai đó. À dạ. Ừ. Vậy là tụi con vô đây mà tụi con chưa tìm hiểu cái nguồn gốc là cách đây là một tuần là cháu nó có bị tai nạn mà. Dạ, con trao đổi với cháu Đạt á. À. Thì cháu nói là mẹ mất cháu, con trình bày với chú Năm là vậy. Thì con cũng nghe phong phanh thôi về cái hoàn cảnh của cháu Đạt. À. Nhưng mà con chưa nắm được hết. Rồi con còn nghe cái thông tin như thế này là cháu Đạt có nợ chú Năm một ít tiền. À, khoảng đâu 30 tới ba mấy triệu. Đúng. À, rồi chú Năm nói thôi, chú Năm cũng bận công việc thì gán chăn bò cho chú Năm một tuần để là rồi chú Năm cho cái số tiền đó. Đúng. Ô con mới nói trong lòng con, ô vậy là quá quý rồi, cái này giữ trời lắm rồi mới gặp được cái người tốt như chú Năm vậy, nên là con mới lên hỏi thăm con thực hư có phải là vậy đúng, không. Đúng, chính xác vậy luôn. À. Tại bây giờ là trong cái thời gian mà mẹ mất là không ai chăn bò, là chú lực nói thẳng ra là chú không chưa có tìm người được, không có ai chăn bò thì mới nhờ cụ Đạt con cố gắng con chịu khổ cho chú một tuần. Nhưng mà không phải là đi một ngày đó là chú không cho tiền, cứ ngày chú cho 150-200 ngàn vẫn cho tiền đàng hoàng. À. Vô trong đó chở ra rồi chở về, có người đưa có người chở ra chở về, chứ không phải là để cho cháu nó chặn không, vẫn cứ cho tiền nó. Dạ. Còn mà cái chuyện mà mẹ đó, mẹ mà ứng tiền của chú, mẹ nó còn sống đó, ứng tiền bao nhiêu là nó biết hết. Đến nỗi cái xe của chú mà nó mẹ nó không có tiền đóng tiền điện cũng lấy bán mà cũng không nói cho chú biết luôn. Mà bây giờ xong chuyện đó rồi chú cũng vẫn vui vẻ cho cái xe đó luôn. Gọi là chú thiệt hại hết mấy chục triệu nhưng mà chú vẫn vui vẻ. Còn mua thêm cho mẹ nó hai cái hòm. Em của Đạt là bao nhiêu tuổi? Em của Đạt là mới có mười mấy tháng thôi. Ồ. Hai mẹ con đi xe rồi gặp cái xe Sơn Tùng nó tung sao chết. Nát sọ hết luôn. Chết tại chỗ luôn. Văng ốc văng đồ ra luôn. Ý là tụi con làm cái đây là tụi con làm cái gì? À, tụi con làm một cái nhịp cầu nói. À. Quay những đoạn video như thế này. Chia sẻ cái hoàn cảnh của cháu Đạt lên trước cộng đồng. Nếu mà cô chú anh chị mạnh thường quân nào đó mến thương đúng. Thì cô chú giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của cháu Đạt. Nhưng mà trước tiên thì mình cứ tìm hiểu bởi bà con cô bác trước, đặc biệt là chú. Đúng rồi, nó nói bây giờ nói thẳng luôn, cái thằng này á, nó phải nói là nó ở với chú bao nhiêu năm, thằng này rất tội, nó rất nghĩa tình mà nó sống nhỏ mà nó sống tội lắm. Sao chú? Nó sống tội, nó biết sống. À, nó lễ phép, nó đàng hoàng. À, nó ngon hiền chứ không phải là bát nháo như mấy cái đứa trẻ kia, không hút thuốc, không rượu bia. Cỡ tuổi đó là người đồng bào là nó cứng lắm. Nhưng mà thằng này là nó sống rất là tội. Đó, mà bây giờ con cứ nghĩ cỡ tuổi nó mà phải đi kiếm tiền về để cho mẹ cho đồ theo. Tuổi đó là tuổi ăn chơi mà đâu phải tuổi đi làm đâu con. Dạ. Như làm thuê làm mướn cái tuổi đó ai nhận? Cái tuổi đó là ai mà nhận, đứa nít chút xíu ra mà một mình nó chặn nguyên một bầy bò gần 100 con. Ồ, chú thấy vậy? Nó giỏi không? Giỏi. Đó, nó quá giỏi rồi còn. Con thấy nó giỏi không? Thằng nó là thằng giỏi chứ không phải là cái thằng tầm bậy. Cho nên chú thương thằng đấy lắm. Nhưng mà thiệt ra nó chỉ là ví dụ một tuần thì nó chặn 3-4 ngày, còn hoặc là 2-3 ngày mẹ nó thay. Chứ còn mà bây giờ mà biểu một mình nó chặn trường kỳ kháng chiến năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ làm sao nó chịu nổi.
như gặp người khác á, chụp cái đầu lại. Bây giờ phải chặn bò cho chú, còn không là trả tiền cho chú. Nhưng mà đối với chú không bao giờ chú làm vậy. Dạ. Vậy á, ngày hôm nay con tới nhà của chú Năm thì con mới biết được tin là mẹ với em của bé Đạt mới mất. Mới mất thôi. Con mới mất khoảng một tuần. Chú thiệt, mới mất khoảng một tuần là chú sửng sốt luôn. Là cái hoàn cảnh thuộc dạng là éo le luôn. Éo le luôn đó. À, coi như là mình nói thiệt là ở đây cũng có nhiều cái Facebook, có nhiều cái mạnh thường quân, người ta cũng lên mạng, người ta làm gom góp lại cũng được 5-7 triệu, 5-3 triệu rồi, cũng gom góp vô trong đó, cũng có làm, ta cũng làm YouTube rồi, người ta lên Face rồi, người ta kéo mạnh thường quân xuống cũng có ủng hộ lai rai trong đó vài triệu trong đó. Bây giờ con... chứ cái hoàn cảnh éo le lắm. Bây giờ à, tai nạn, nhà thì khổ, không có gì. Nói thẳng ra là làm ngày nào ăn ngày đó, không có một đồng dư. Cha thì không còn. Cha thì không, con đừng có nói cha nữa. Đi lấy vợ khác rồi, là bỏ thằng này sơ bơ sắc bắt ra. Bây giờ cái thằng này là nó ở với mẹ nó thôi. Bây giờ mẹ mất là bây giờ nó không ở với ai được. Nó bây giờ là trả qua là nó cũng ở trong họ hàng của nó vậy thôi. Đó. May mắn là còn một người chị. Đúng, may mắn còn một người chị. Nhưng mà chị đó là có chồng ở ngoài Quảng Ngãi. Dạ. Mẹ mất thì về hôm giờ còn ở đây nè. Dạ. Cái vài bữa nữa nó cũng đi luôn. Đi rồi em Đạt ai lo? Em Đạt thì sau này mình mới không biết. Chứ bây giờ cái phong tục là bây giờ là không thể nào ở đây được. Cứ chị nói là phải về bên nhà chồng. Theo chồng. Đó. Ồ, căng vậy á. Ừ. Con trình bày với chú là khi mà di chuyển vô đây thì con nắm được nè, mẹ và em cháu Đạt mới mất cách đây một tuần. Hiện tại là cháu thuộc dạng là neo đơn. Đúng, neo đơn. Chị thì chỉ về tang lễ của mẹ. Chỉ về dự tang lễ của mẹ thôi, chứ sao làm sao. Mới nãy khi mà ở trong rẫy, trong đấy đó, trong núi đấy, thì con có nói chuyện với cháu Đạt, thì hỏi là cái việc chăn bò như vậy đó thì có muốn tiếp tục hay không. Thì cháu nói là bây giờ cháu lại thích đi học đó, kiểu như trao đổi với tì thì con hai chú cháu trao đổi kiểu như là vui vẻ lắm. Thì cháu nói bây giờ cháu muốn đi học, có bạn có bè, học được cái chữ đấy thì con cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà nếu mà giúp được trong khả năng thì chắc chắn là tụi con sẽ cố gắng giúp. Trước tiên đó thì con tới đây là để tìm hiểu bà con cô bác, tìm hiểu nơi chú về cái hoàn cảnh của cháu ấy. Như mình biết thì nó là dễ, nhưng mà mình phải làm cách nào đó để là chia sẻ được những cái điều mình biết cho cả cộng đồng. Cho cả cộng đồng, đúng rồi. Đó là cái chuyện khó đấy. Dạ vâng. Đó. Tóm tắt là nó như vậy đó. Dạ. Cái hoàn cảnh của cháu nó nói chung là nó nói thẳng ra là nó dạng là neo đơn á. Ồ, vậy chú Năm, vậy là cái việc cháu Đạt chăn bò phụ chú một tuần là chú trả hơn 30 triệu rồi, có thiệt? Chú trả cho nó mà. Dạ. Còn có nghĩa là vậy nè. Dạ. Khi mà mẹ nó còn sống là ứng của chú 30 mấy triệu. À, khi giờ mà mẹ nó mất đi thì bây giờ chú, người nhà ở trên đó họ người ta vẫn có muốn là để trả cái số tiền đó cho chú. À, nhưng mà chú kêu thôi, sống nghĩa tình. Cái hai cái hồn chú còn mua chú cho thêm nữa mà. Người nhà là ai nữa, còn ai nữa? Thì người nhà thí dụ như chị hả? Chị, dòng họ, bà con rồi vậy, chứ người nhà có ai đâu. À, bà con rồi vậy. Con nói chuyện với cháu Đạt là ông bà ngoại cũng mất. Ông bà ngoại mất, bây giờ là chỉ còn mấy bà dì. Dạ, ok chú Đạt, xin lỗi, ok chú Năm, con cũng chưa lên trên trên chỗ của nhà cháu Đạt nữa. Chắc là con sẽ sắp xếp chạy lên trên đó. Trước tiên thì ngày hôm nay con tới đây thì con cũng nhất là cảm ơn chú Năm đã là có một cái đoạn video chia sẻ thực sự rất là ý nghĩa về cái câu chuyện của cháu Đạt, để cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước biết rõ hơn về cái hoàn cảnh. Đúng. Đó, cháu cảm ơn chú.
tụi con là phải biết là cái hoàn cảnh là mới bị tai nạn xong. Mới tuần lại thôi. Mới cách đây một tuần. Một tuần hoặc là 8-9 ngày gì đó. Cỡ một tuần thôi, mới tai nạn cách đây một tuần thôi. Là chết là hai mẹ con một lần luôn. Là mẹ của Đạt với em của Đạt. Đó. Tội dữ rồi trời. Ừ. Còn bây giờ là do không có người chăn cho nên chú mới kêu cô Đạt thôi, bây giờ con cứ chịu khó khổ với chú một thêm một tuần nữa đi. Rồi còn cái tiền bạc kia là chú cho lại, chú cho lại hết mấy chục triệu đó là chú cho hết. Rồi tiền hai cái hồn đó là chú cho luôn. Bây giờ là con cứ giúp cho chú, tại bây giờ không có ai chăn bò. Trong cái thời gian này á là không có ai để chăn bò, mà con đã chăn bò cho chú rồi thì giúp cho chú thêm một đoạn nữa. Đúng một tuần thôi là chú sẽ chuyển bò cho người khác chăn. Dạ. Đó. Nhưng mà cháu nó đi chăn cho chú vẫn cho tiền nó. Thế là quá. À, vẫn chở đi, vẫn đàng hoàng. Dạ. Chứ không phải mà nó nhỏ mà mình sống lớn, mình sống điếm, sống láo, sống tầm bậy với nó. Dạ. Đợi chú không bao giờ có. Ồ. Tính là chú làm mà giao một đàn bò 100 con cho Đạt là nó phải giỏi dữ dằn à. Gần cả 100 con. À, cháu nó giỏi. Nó giỏi. Nói chung bò của chú thì nó chặn nó cũng dễ. À. Đó. Nhưng mà nó là nó chặn quen rồi, là đối với tụi nó là nó bình thường. Dạ. Còn như chú cháu mình mà nó thiệt đi ra mà rồi. Đi chừng gần 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là le lưỡi hết chứ gì đâu mà. Dạ. Ừ. Vậy thôi bây giờ vậy con cảm ơn chú Năm. À. Con cũng xin phép chú Năm là tụi con sẽ là di chuyển. Rồi. Dạ. À, chúc chú Năm cùng gia đình thứ nhất là sức khỏe dồi dào, cái vấn đề thứ hai á là làm ăn ngày càng phát triển. Rồi cảm ơn tụi con nha. À, hữu duyên quý. Dạ. Năng tương ngộ nha. Dạ. Rồi. Con chào chú Năm. Rồi. À, thưa cả nhà mến thương mình ơi, thì mục đích chính khi mà di chuyển tới đây là để tìm hiểu về cái câu chuyện chú Năm thực hư trả lương cho cháu Đạt với cái số tiền hơn 30 triệu đồng một tháng. Nhưng mà thực sự mà nói thì khá bất ngờ khi chúng ta lại nắm được một cái nguồn thông tin là cháu Đạt là một cái hoàn cảnh thực sự éo le. Mẹ và em mới vừa mất, cha thì bỏ đi cưới vợ mới ở Malaysia. Rồi lúc này đây thì hiện tại đang sống với chị, nhưng mà chị thì kiểu dạng là chỉ về đám tang mẹ một thời gian mà thôi. Cháu năm nay chỉ có mới 12 tuổi thôi. Và với một cái con đường đời còn dài lai láng phía trước, liệu cái cuộc sống của cháu sẽ ra sao? Liệu có bà con cô bác hay mạnh thường quân sẽ giang tay giúp đỡ cháu để là cháu tiếp tục cái hành trình đi học để cho trưởng thành hơn một xíu, để kiếm một cái nghề để sau này có thể tự lo cho mình mưu sinh được hay không. Sau đây em Nam sẽ mời quý vị khán giả đồng hành cùng em Nam với một chuyến hành trình di chuyển vào bên trong nhà của cháu Đạt để tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia cảnh của cháu một cách chính thức. Thưa cả nhà, đây gọi là một cái duyên cả nhà. Đầu tiên thì em Nam cũng như anh em tới cái hoàn cảnh này chỉ là để quay một cái sự việc, một cái hiện tượng khá là độc đáo là một số tiền khá lớn đối với một đứa trẻ 13 tuổi khi mà làm một tuần được đâu đó hơn 30 triệu. Nhưng mà khi tiếp cận thêm đó, thì chúng ta lại thấy cái hoàn cảnh quá là éo le. Cái này gọi là cái duyên thưa cả nhà. Được rồi, em mời quý vị khán giả cùng đồng hành với em Nam thưa cả nhà. Vâng, rất là cảm ơn quý vị khán giả đã ghé ủng hộ shop của Nhật Nam TV. Đây là những cái sản phẩm trên kênh Nhật Nam TV có bán. Đầu tiên thì phải nói tới là cái sản phẩm nước cốt nhào, cực kỳ rất là hiệu quả nha cả nhà. Trị đau nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Bên cạnh đó thì đây là cái sản phẩm mật ong rừng xịn 100% có ga nha cả nhà mình ơi. Thì đây là chai nửa lít. Bên cạnh đó thì có chai 1 lít nữa nè cả nhà. Đây. Rồi tiếp theo thì ngải đen và bột ngải chống độc. Đây là một cái sản phẩm hiện tại đang bán rất là chạy trên kênh của Nhật Nam TV cả nhà. Có hũ nhỏ nè. Hũ này là 250g. Bên cạnh đó thì có hũ này là 100g. Rồi có cái loại này thì 450g, đủ mọi nhu cầu yêu cầu của quý vị khán giả sử dụng. Cái bột ngải đen và bột ngải chống độc này á thì nó rất là hiệu quả trong cái vấn đề là kháng viêm.
tiêu bú nha cả nhà mình đây. Bên cạnh đó thì nó còn lưu thông đường huyết và điều hòa huyết áp. Tiếp theo thì bên kênh có bán tinh bột nghệ đen. Lưu ý, đây không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc nha cả nhà mình đây. Cần thì bên Nhật Nam TV cũng có món tinh bột nghệ đỏ nha cả nhà. Khi mà nói tới tinh bột nghệ thì quý vị khán giả cũng biết là nó cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong cái vấn đề là đường ruột nè cả nhà, và làm đẹp da. Và những cái sản phẩm này đều có thể sử dụng phối chung với mật ong rừng xịn bên Nhật Nam TV. Rất là mong được sự hỗ trợ của quý vị và khán giả bằng những cái lượt mua hàng. Cảm ơn quý vị khán giả.